chào mừng quý vị đã trở lại kênh của Đặng Tùng Channel. Hôm nay ngày 14 tháng 5 dương lịch, em lại tiếp tục báo giá heo hơi của thị trường Hưng Yên miền Bắc. Giá heo hơi hôm nay đang giao động với giá mức từ 53 đến 55.000 đồng trên 1 kg. Do thị trường Trung Quốc đang mở cửa nên giá heo có thể trong những ngày tới tiếp tục tăng. Trường Hà Nội cũng như một số lân cận Hải Dương, giá heo cũng vẫn đang giao động từ 52 đến 55.000 đồng trên 1 kg. Mình xin nhắc lại với các bạn là đây là giá 55.000 đồng trên 1 kg heo hơi của thị trường Hưng Yên miền Bắc nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thực ra đứng kia. Do thời lượng video ngắn, mình cũng xin kết thúc video ở đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Chúc bà con chăn nuôi một mùa bội thu và gặp thật nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video clip tiếp theo.